Xin chào thầy và các bạn, thì sau đây em xin thực hiện bài tập số 3 là vẽ và mô phỏng mô đun ma trận phím kết hợp 4 led 7 đoạn. Yêu cầu ban đầu 4 led 7 đoạn hiển thị 4 dấu gạch. Ngang mỗi lần nhấn một phím thì phím đó được dịch vào 4 led 7 đoạn từ bên phải. Ví dụ nhấn 1 kết quả là gạch 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 1, nhấn tiếp số 3 kết quả là gạch gạch 1 3. Thì đầu tiên sẽ là phần vẽ mặt. Vẽ mặt mô đun led 7 đoạn và ma trận phím. Và để điều khiển 4 led 7 đoạn thì chúng ta cần một con bit 18F4250, một con IC74HC 573 này để nhận tín hiệu và chuyển tín hiệu từ con bit 18F4250 tới các IC 4595, và cái IC74HC595 này thì dùng để điều khiển các led 7 đoạn. Chúng ta có kết nối tương tự như kết nối ở module 32 led đơn. Chúng ta sẽ không sử dụng con 17 do chúng ta không cần sử dụng dấu chấm. Còn các kết nối tự còn lại là tương tự như mô đun 32 led đơn. Chỉ khác một chỗ nữa là chúng ta sẽ sử dụng Q6 Q7 để điều khiển chuyển tín hiệu qua 74HC595 thay vì Q4 Q5 như là module 32 led đơn. Còn phần ma trận phím thì chúng ta sẽ sử dụng là bốn chân RB2 tới RB5 để điều khiển các phím ngang, và hai chân RB6 và RB7 sẽ được kết nối với IC74LS138. Thì hai ngõ tín hiệu ngõ vào sẽ điều khiển được bốn tín hiệu ngõ ra. Bốn tín hiệu ngõ ra đó chúng ta sẽ dùng để điều khiển cho bốn nút nhấn dọc này. Và cái nút nhấn thì sẽ nối với điện trở và nối lên nguồn VCC. Chân C của IC74LS138 và chân E2 E3 chúng ta chân chân tín hiệu đảo thì chúng ta chân C không dùng tới, chúng ta sẽ nối đất. Còn chân E2 E3 chúng ta cần tác động, E1 E2 E3 cần tác động thì chúng ta sẽ nối lần lượt là E1 nối lên nguồn và E2 E3 sẽ nối xuống đất cho E2 E3 là đảo, cộng đảo. Tiếp theo là phần code. Đầu tiên thì chúng ta sẽ khai báo thư viện. Chúng ta sẽ khai báo thêm cái thư viện của ma trận. Tiếp theo là khai báo các biến. Chúng ta gọi dùng ma trận phím nên chúng ta sẽ có một biến là mã phím. Đây là biến biến hàng ngàn, hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị. Chương trình chính thì chúng ta sẽ phải khai báo các bọt IC chốt. Đây là dán giá trị gạch ngang ở giữa cho các cho 4 led 7 đoạn là ngàn, trăm, hàng chục, hàng đơn vị. Đây là mã của giá trị gạch ngang ở giữa. Tiếp theo là lệnh xuất 4 led 7 đoạn. Nếu 4 số thì chúng ta sẽ xuất 4 cái dấu gạch. Theo yêu cầu đề là xuất hiện 4 cái dấu gạch ban đầu. Tiếp theo là vòng lặp. Thì chúng ta sẽ
sử dụng cái hàm key nhấn này ở trong thư viện BigQuery Key 4x4 138 để kiểm tra là chống dội các nút nhấn trong một ma trận. Và chúng ta sẽ kiểm tra tiếp là nếu mà cái nút nhấn này được bấm thì chúng ta sẽ delay, trước tiên là delay 100 ms giây, sau đó là đây là hàng ngàn bằng hàng trăm bằng hàng chục bằng hàng đơn vị, và hàng đơn vị sẽ chứng bằng cái mã cái mã cái số mà chúng ta nhấn vào. Và đây là led bảy đoạn nên chúng ta phải sử dụng cái hàm mã bảy đoạn và cái mã phím ở đây. Và ba cái này dùng để dịch các cái giá trị từ hàng đơn vị qua hàng chục, từ hàng chục qua hàng trăm và hàng trăm qua hàng đơn vị theo hàng trăm qua hàng ngàn theo yêu cầu của đề. Và cuối cùng là cái lệnh xuất của led bảy đoạn để hiển thị ra led bảy đoạn. Chúng ta sẽ tiến hành mô phỏng. Bài tập 3. Ok. Sẽ nhấn play. Thì đầu tiên thì chúng ta có bốn dấu gạch. Đây là hàng đơn vị. Đây là hàng chục, hàng trăm và hàng ngàn. Chia xuống thì ví dụ thì chúng ta sẽ bấm nút 0. Thì số 0 sẽ hiện ra ở hàng đơn vị. Ở 5 thì số 0 sẽ chạy qua hàng chục và số 5 sẽ hiện ra ở hàng đơn vị. À, tương tự số 6 chữ E chữ C. Đó. Và như vậy một trình bày của em đến đây kết thúc. Cảm ơn thầy và các bạn đã theo dõi ạ.